Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu là đơn vị xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hiện Bến Tre có diện tích trồng bưởi da xanh khoảng 9.440 ha, sản lượng hàng năm đạt gần 90.000 tấn. Toàn tỉnh đã được cấp 25 mã vùng trồng bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ. Trong đó, đối với thị trường Hoa Kỳ đã được cấp 11 mã số. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ rộng lớn và cũng là một trong những thị trường khó tính bậc nhất hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao từ loại quả đặc sản này. Cũng trong ngày hôm nay, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng phát triển. Hội nghị được tổ chức nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh Bạc Liêu, từ đó kêu gọi nguồn lực để đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hệ thống dịch vụ hạ tầng logistics. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ coi tất cả doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, ngoài nước là những nhân tố không thể thiếu trong quá trình phát triển. Chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tăng cường xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín, có tiềm lực về tài chính, đồng thời chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của tỉnh. Phó Thủ tướng chia sẻ tinh thần có khó khăn thì cùng nhau tháo gỡ, vướng ở địa phương thì địa phương tháo gỡ, vướng ở trung ương thì trung ương tháo gỡ. Đồng thời mong muốn các nhà đầu tư đã đến Bạc Liêu sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp tới các nhà đầu tư khác để Bạc Liêu trở thành vùng đất lành, góp phần vào sự phát triển của vùng bán đảo Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long cùng với cả nước. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 nhà đầu tư, đề xuất thực hiện 13 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng. Đã có 9 nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu, khảo sát để hoàn thiện thủ tục đề xuất 14 dự án với tổng vốn đăng ký trên 166.000 tỷ đồng.